Ủa, đánh rồi. Aha, my friends. Sophie, Anne, my friends. In my friends, so let's play a way up. Damn. So I think we are drag him because he cannot win. Okay, good luck. Okay, say good luck. Okay, and I won't play. It's too early season. Okay, be careful, he got a Mazikacha. So let me focus on the Mazikacha. Yes. He got a lock. Yes. Be careful with Mazikacha right now. So let me keep a Toledo on hands, in hands. Wow, a Mazikacha is crazy. Hey, damage. You play really good. What? Okay, good game. Well played. What? Wow, so cool! Well played. Yeah, respect your play, really good, bro. Really good, Mazikacha. Snowball.
Ủa, tuần quà. Còn bạn ít lao nhanh thế. Ơi giời ơi, thế mà không chặn được vãi cả nồi. Ơi giời mẹ, chạy đâu em. Thôi thua thua. Hey, how to win guys. Không bảy ca không ngủ nhá. Today if I cannot get a 7 talent trophy, oh man wins. So play on. Okay. Good luck. Good luck, play. Yes. Thank you.
Thank you. Hello, Green Squawk. Anh không check Ellie à? Không, check Ellie bị sẽ bị phân tâm anh em ạ. Một điều mình phải nói là check Ellie bị phân tâm. Nên là mình đã bỏ check Ellie rồi. Khi mà các bạn làm quá nhiều việc trong cùng một thời điểm thì các bạn sẽ rớt vào đầu. Snowball. Nhờ. Không phải phép. Thực ra mấy hôm nay mình không check Ellie mà. Nè, điện thoại của mình còn tắt nguồn, tắt luôn cả mà. Mình chỉ tập trung là mình chỉ còn quan tâm là nếu mà mình đã biết được deck của họ là như nào rồi thì mình sẽ tập trung là đánh theo hướng của mình, chứ không phải là cứ bây giờ suy nghĩ là chơi deck này sẽ chơi kiểu gì và sẽ đối phó như nào. Mệt lắm. Các bạn phải tập trung một thứ rồi. Mình dành thật ra mình sau rất nhiều tháng mà mình cảm nhận là việc đánh vừa check deck xong rồi vừa check deck xong rồi vừa làm cái này xong rồi rất là đau đầu. Phải ngạc não đúng không? Hợp lý. Viper! Elise! Viper! Oh, the first time I meet the Viper! But he doesn't play at a rock cast cycle. We're playing Earthquake. So let's see. Really good. Okay, this is Viper. Viper. I'm so excited you're gonna meet a Viper right now. It's Viper real. Alright, quick. Come on, man. Wow, amazing. Okay. Hàng real à? It's real. That I confirm, bro. I can save a week. Naps Archer Queen. Fire!
Okay, good. A lot. Amazing. This is a real Viper, guys. Respect him to play really good. Yeah, let me show. It's a real Viper. Okay.